với mục đích cùng nhau chia sẻ các phương thức quản lý đoàn viên, hướng đến các mô hình hoạt động hiệu quả, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác phong trào đoàn hội giữa các trường đại học quốc gia, đại học vùng cũng như các trường đại học thành viên trong cả nước. Thường trực Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng đã thống nhất duy trì việc tổ chức hội thảo thường niên nhằm tạo cơ hội cho cán bộ đoàn hội chủ chốt của các đơn vị có dịp giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm thực tế, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất kiến nghị với các cấp lãnh đạo nhằm hướng đến sự phát triển chung của tổ chức và phong trào. Hai hội thảo được tổ chức tại Đại học Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội với các chủ đề: nâng cao hoạt động phong trào đoàn hội trong đào tạo theo học chế tín chỉ và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn thanh niên, hội sinh viên đã nhận được sự đánh giá cao của đoàn cấp trên, bước đầu tạo ra sự chuyển biến trong phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động gắn với nhu cầu và lợi ích của đoàn viên thanh niên hiện nay. Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 1994, ngày 4 tháng 4 năm 2014, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo năm 2014 với chủ đề nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Là tổ chức đoàn tương đương cấp quận huyện với 8 đơn vị thành viên, bao gồm Đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng cùng gần 35.000 đoàn viên thanh niên. Trong nhiều năm qua, Đoàn Đại học Đà Nẵng luôn là lá cờ đầu trong phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ thành phố với rất nhiều các hoạt động thiết thực như hiến máu nhân đạo, ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện. Chương trình tiếp sức mùa thi, chung sức cộng đồng cùng các hoạt động tình nguyện tại chỗ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Với những ý nghĩa ấy, hội thảo năm 2014 hy vọng sẽ là nhịp cầu nối để các đơn vị có thể cùng nhau chia sẻ nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm thanh niên tình nguyện 2014.